Xin kính chào quý vị và các bạn. Sự suy yếu nhanh chóng của không khí lạnh kết hợp với dấu hiệu phát triển của vùng áp thấp ở phía Tây sẽ khiến cho nền nhiệt ở các tỉnh Bắc Bộ gia tăng trong những ngày tới. Cụ thể là tại các tỉnh phía Tây của dãy Hoàng Liên Sơn, nơi tiếp giáp gần hơn với vùng áp thấp nóng, nên trong cả 3 ngày tới tại đây trời có nắng và nền nhiệt độ tăng lên mỗi ngày. Dự báo trong 2 ngày là 14 và ngày 15, mức nhiệt cao nhất trưa chiều phổ biến từ 27 đến 30 độ. Riêng một số nơi như là tại Mường Lay, Mường La, Sông Mã hay là Tuần Giáo, nhiệt độ có thể lên tới 33 đến 34 độ, mang đến cảm giác khá nóng vào thời điểm giữa trưa. Đối với các tỉnh thành phía đông dãy Hoàng Liên Sơn thì trời còn nhiều mây, độ ẩm không khí vẫn cao nên có mưa nhỏ và sương mù vào đêm và sáng. Riêng ở khu vực Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Bắc Giang thì trong ngày mai có khả năng xuất hiện mưa rào. Các khu vực khác bao gồm Hà Nội, ban ngày lượng mây mù giảm dần và trưa chiều trời có nắng gián đoạn và nhiệt độ cũng có xu hướng gia tăng mỗi ngày. Đến ngày 14, ngày 15, nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức từ 24 đến 27 độ, một vài nơi đạt ngưỡng 28 độ. Trời chỉ còn se lạnh về đêm và sáng khi nhiệt độ thấp nhất, dao động trong khoảng từ 19 đến 22 độ, chỉ một số nơi ở vùng núi là dưới 17 độ. Xu thế tăng nhiệt cũng diễn ra ở các tỉnh duyên hải miền Trung từ nay cho đến ngày 15 tháng 2. Toàn khu vực trời ít mưa, chỉ riêng các tỉnh từ Thanh Hóa cho tới Thừa Thiên Huế vào đêm và sáng. Trời vẫn nhiều mây, có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, cùng tiết trời hơi se lạnh ở vùng núi, với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20 cho tới 23 độ. Vào ban ngày, hầu hết các nơi trời đều có nắng và nhiệt độ tăng khoảng từ 1 cho tới 2 độ mỗi ngày. Đến ngày 14 và ngày 15, nhiệt độ cao nhất trưa chiều ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có thể lên mức từ 28 cho tới 32 độ. Riêng vùng núi phía Tây khu vực này có nơi ở mức từ 33 cho tới 34 độ, thậm chí trên 34 độ, bắt đầu có cảm giác nóng vào thời điểm giữa trưa và đầu giờ chiều. Còn các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận thời tiết ổn định, mưa chỉ xuất hiện ở một vài nơi. Trong ngày trời có nắng và nhiệt độ cao nhất trưa chiều, phổ biến từ 29 cho tới 32 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đang trong thời kỳ cao điểm của mùa khô nên hầu hết các nơi trời không mưa, ngày nắng nhiều và độ ẩm không khí tương đối thấp vào thời điểm giữa trưa, với mức nhiệt cao nhất ở Tây Nguyên tăng nhẹ lên trong khoảng từ 28 cho tới 31 độ, còn tại khu vực Nam Bộ là từ 31 cho tới 34 độ, một vài nơi ở miền Đông Nam Bộ còn trên 34 độ. Vào ban đêm, do điều kiện địa hình nên nhiệt độ lại giảm thấp. Mức nhiệt thấp nhất tại các tỉnh vùng cao Tây Nguyên về đêm và sáng chỉ từ 17 đến 21 độ, trời rét nhẹ, và khu vực Nam Bộ mát mẻ với nhiệt độ vào khoảng từ 22 đến 25 độ. Chuyển sang thời tiết trên các vùng biển, trong 2 ngày tới, thời tiết và tình trạng biển vẫn chưa có nhiều biến động trên các vùng biển của nước ta. Cụ thể, tại vùng biển Vịnh Bắc Bộ, khu vực ngoài khơi của Trung Bộ và khu vực Bắc Biển Đông, trong đó có quần đảo Hoàng Sa, gió đông nam thịnh hành với cường độ trung bình cho đến yếu, chỉ khoảng cấp 4 nên tình trạng biển bình thường. Riêng khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ cần chú ý với sương mù và mưa nhỏ khiến tầm nhìn xa giảm xuống dưới 1 km trong sương mù. Từ khoảng tối và đêm ngày 15 tháng 2, khối không khí lạnh từ phía Bắc sẽ tăng cường trở lại nên sóng gió tại các khu vực này sẽ mạnh dần lên, tàu thuyền cần chú ý theo dõi đề phòng. Các vùng biển còn lại của phía Nam bao gồm khu vực ngoài khơi của Nam Bộ, vùng biển giữa đến Nam Biển Đông, trong đó có quần đảo Trường Sa. Gió Đông Bắc đến Đông cũng chỉ thổi với cường độ đạt ở mức cấp 4. Tình trạng biển ổn định cùng thời tiết tốt sẽ là những điều kiện thuận lợi cho cuộc sống sinh hoạt của bà con ngư dân. Khép lại bản tin thời tiết cuối ngày hôm nay là phần nhiệt độ chi tiết các tỉnh thành trên cả nước trong ngày mai. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc. Xin kính chào và hẹn gặp lại!